đây là một đoạn đường từ cặp bờ biển nha, đường song hành luôn, xung quanh là hai đồi cát vàng rất là đẹp. Đường này ở đây nó cách thành phố Phan Thiết khoảng 45 km, chạy rất là láng và rất là thoáng. Giờ đây nó giống như một cái sa mạc, sa mạc thu nhỏ của Phan Thiết kìa. Chạy ngang mình thấy cái cảnh rất là đẹp nên mình quay lại, mình đậu lại, mình ghi hình một cái đồi cát. Cái chụp cái này người ta hay lấy đó, ở ngay Phan Thiết thì người ta hay lấy tấm dán, tấm trượt lên, ta trượt từ trên đầu xuống. Còn ở đây thì chỉ thấy người ta đi lên, người ta ngắm cái sa mạc thôi. Nếu mà anh thợ nào mà chụp ảnh đẹp thì có thể là nhìn đi như một cái sa mạc rất là đẹp. Ở đây xe jeep từ Phan Thiết chạy ra rất là nhiều, chở như du khách đi theo tour đó. Cái lộ này thì song song, bên kia bên trái là một cái lộ rất là lớn, chạy song song đường này rất là láng và xe rất là vắng nha. Chút xíu nữa là mình sẽ ghé lại một cái điểm check in của du khách mình đó. Khách mình lên đây chơi rất là nhiều. Giờ này là tầm khoảng 5 giờ chiều nè, nắng nó hơi chói. Đây là cái chỗ người ta ghé lại rất là nhiều, thì mình cũng nhiều chuyện mình cũng tấp vô luôn, thấy đông đông đẹp đẹp vui vui là mình tấp vô ghi hình rồi chia sẻ với mấy anh em. Nhảy lên đây luôn cho nó chắc, khỏi đậu với lộ. Rồi mình sẽ quay hình để mấy em coi nha. Sa mạc, một cái wheel mới phát hiện. Sa mạc. Mới phát hiện được. Yeah, I'm gonna.